Tại tỉnh Đắk Lắk, thời gian qua sầu riêng loạn giá có lúc lên tới 90.000 đồng 1 kg, nay lại giảm mạnh. Trước tình trạng này, Hiệp hội sầu riêng Đắk Lắk đã có văn bản gửi các thành viên kêu gọi cộng đồng trách nhiệm xây dựng ngành hàng sầu riêng phát triển bền vững. Theo Hiệp hội sầu riêng Đắk Lắk, đến thời điểm này, sầu riêng của tỉnh Đắk Lắk đã thu hoạch và tiêu thụ được trên 70% sản lượng. Có thể đánh giá vụ sầu riêng năm nay được mùa được giá đem lại nguồn thu nhập lợi nhuận cao cho bà con nông dân. Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui là mặt trái của ngành hàng khi tăng giá quá nóng, mất kiểm soát, hiện tượng tranh mua tranh bán, cò giá, loạn giá khiến những doanh nghiệp làm ăn chân chính gặp khó khăn. Theo Hiệp hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nếu không nhìn nhận thấu đáo, thiếu trách nhiệm trong xây dựng ngành hàng sầu riêng phát triển bền vững thì ảnh hưởng rất lớn tới uy tín và thương hiệu của ngành hàng sầu riêng Việt Nam nói chung và sầu riêng Đắk Lắk nói riêng. Với vai trò điều phối kết nối các mắt xích trong chuỗi giá trị ngành hàng, Hiệp hội sầu riêng Đắk Lắk khuyến nghị bà con nông dân trong thời điểm này cùng doanh nghiệp thỏa thuận thống nhất giá mua hợp lý.